Testosterone giữ vai trò ổn định các thành phần cholesterol và đường trong máu, hạn chế các mảng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ bệnh tim mạch và tiểu đường. Testosterone cũng kích thích tủy xương tạo máu, tăng tạo hồng cầu, bạch cầu. Tại hệ hô hấp, testosterone tham gia điều chỉnh nhịp thở trong khi ngủ. Tại các cơ quan gan mật tụy, testosterone kích thích sản sinh tổng hợp protein huyết tương, giảm đề kháng insulin ở tế bào, giúp việc vận hành đưa các chất vào tế bào một cách hiệu quả. Với hệ thần kinh, nồng độ testosterone cao tạo ra mối liên kết với tất cả neuron thần kinh trong bộ não, khiến phản ứng cơ thể của người đàn ông nhanh nhạy hơn. Nhóm chuyên gia tâm lý Đại học Kinsale, Ả Rập Saudi, sau nhiều năm nghiên cứu đã công bố rằng những cá nhân có nồng độ testosterone cao thường phản ứng bùng nổ và có khả năng phấn đấu trong sự nghiệp. Họ cũng giàu cảm xúc, mạnh mẽ về tâm lý, kiên định, sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức, thường giải quyết hiệu quả các vướng mắc trong công việc và cuộc sống. Tại hệ da, cơ, xương, mỡ, testosterone thúc đẩy các sợi cơ nở to, giúp tăng khối lượng và duy trì độ bền vững của sức cơ, tạo sự gắn kết chắc chắn giữa thân xương và màng xương, đồng thời giúp kết cấu xương vững chắc bằng cách tăng hấp thụ canxi. Ngoài ra, testosterone còn giúp ức chế leptin, hormone sản sinh tế bào mỡ, giữ lượng mỡ toàn thân và mỡ bụng của nam giới luôn ở mức thấp. Đặc biệt, testosterone tác động lớn nhất tới sức khỏe sinh sản nam giới ở 3 vấn đề: ham muốn, hiện tượng cương và sản xuất tinh trùng. Testosterone đủ nồng độ sẽ tác động lên tế bào Sertoli, tạo nên ham muốn tình dục ở nam giới. Sự ham muốn đó tiếp tục tác động lên vỏ não, từ đó tạo nên hưng phấn, duy trì hiện tượng cương và đảm bảo chất lượng hoạt động tình dục. Bên cạnh đó, testosterone là thành phần chính giúp sản sinh, nuôi dưỡng và thúc đẩy sự phát triển của tinh trùng. Chính vì vậy, những người đàn ông có lượng testosterone cao, ổn định, thường có một thân hình cường tráng, khỏe mạnh, ít có nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm và có đời sống sinh lý viên mãn. Với những bằng chứng về sự ảnh hưởng đến hầu hết các hệ cơ quan, các nhà khoa học khẳng định testosterone là trọng tâm chi phối và quyết định toàn bộ sức khỏe nền tảng cũng như chất lượng cuộc sống của nam giới. Để đảm bảo sức khỏe nền tảng của nam giới, phục hồi sinh lực phái mạnh, biện pháp tối ưu và bền vững chính là ổn định nồng độ testosterone trong cơ thể bằng cách chống lại sự suy giảm và bổ sung lượng testosterone theo cách thức nội sinh an toàn phù hợp với nhu cầu của mỗi cơ thể nam giới.